càng nghĩ càng hung. Ta có những giấc mơ thật lớn, ta có những ước mơ thật to, ta có những khát khao thật rộng. Vẽ nên một bức tranh tự do. Ta lấy cuộc sống làm mặt giấy, ta lấy trải nghiệm làm mực cỏ. Ta thấy gì cứ vì khoản ấy, cân đo đong đếm mặc họ. Ê, tử tế, luôn nhắc trong đầu mình như thế. Sợ quên nên thôi đâm sâu cổ, cay đắng gì bằng khổ không qua. Có người thì nghĩ nó là B, có người thì rằng nó là C. Thôi thì nhường hết tao về D. Là mày đâu? Về đích trước hay sau cũng được. Mày trước tao sau cũng được. Ok, từ từ tao lướt. Mất bao lâu cũng cược. Hành trình không phải là hành hình. Thành hình thành tài và là mình. Rèn luyện cần cù tiết kiệm. Càng lớn càng phải có trách nhiệm với gia đình, âm nhạc quanh mình là anh em. Cầu cho an bình, an lạc, vạn y với gia đình, âm nhạc quanh mình là anh em. Cầu cho an bình, an lạc, an yên. Tiếng Việt phong phú, nghe một hồi lũ lúc nào không hay. Có khi liễu lưỡi, có khi thật khó để phát ra thành âm hay. Muốn ước được có thì sao, thì bên trong phải phát ra thành tâm hay. Khi được của nó cũng đừng quên vị ngọt của trái. Phụ thuộc vào cách 100 cây, còn cách hàng trăm cây nên tao tới. Chưa phải là điểm dừng, vì thành công là hành trình và tao mới chỉ vừa tầm với mặt phận. Chưa biết cầm nắm như lọt vào tầm ngắm. Hãy mà sơ sẩy là bang. Đừng nghĩ lần lẫy mà được ngang, vì luôn có bẫy trong từng gan. Quyết không thể cậy được men. Mở mắt, chớp mắt, nhắm mắt, hết một vòng đời nào biết đâu. Tâm tư đôi khi cầm đến không thể cất được thành lời, nên tao viết ra trang giấy, viết ra những điều tao muốn nói. The way back, thay đổi, hào quang sẽ rọi sau những chuỗi ngày đen tối. Phần An này của Nguyên thì tôi càng mong chờ cái phần ban. Tại vì thực chất là với Nguyên á thì cái màu này thực chất mới là cái màu mà Nguyên không mạnh. Màu này thì Nguyên đã làm Nguyên đã làm màu này. Lần cuối cùng Nguyên làm màu này cách đây cũng khá lâu rồi. Chỉ mới quay trở lại làm một hai bài gần đây thôi. Còn cái nửa còn lại của An Bang á mới là cái là cái chữ Bang á, nó mới là cái thực sự mà tôi muốn thấy là trong cái quá trình mà nó bế quan điện công mà nó sẽ quay trở lại như thế nào. Thực sự là Queen từ lúc mà nó còn ở trong thực ra bây giờ nó vẫn còn trong 95G, nhưng mà từ lúc mà mới những bài đầu tiên Nam Kỳ Flow, mình đã thấy Win là một cái người đó rất là outstanding khỏi tập thể của Win. Thiệt sự đó là nghe Win rap luôn có một cái gì đó khác biệt. Có thể một phần là nó đến từ giọng của Win hay, nhưng mà nói gì nói chứ không thể nào phủ nhận cái sự cố gắng của Win được. Nó try hard nhiều, hustle. Và nếu như mà các bạn kể cho bạn nghe một cái câu chuyện là hồi mà Infamous vừa mới lập á, hồi 2016-2017 á, tụi tôi hay qua quận 10 cà phê. Tại vì nhà của anh Hà với nhà Kaya là ngay đó, nói chung là nhà anh em cũng ở vòng vòng đó à. Thì hay chọn một cái miếng quán cà phê mà đợt tụi tôi hay ngồi, đấy là cái quán 95G ở khu Hòa Hưng. Thì thời điểm mới Win còn làm phục vụ quán luôn á. Đi ra đi vô luôn á. Và bây giờ thì nó thành rockstar. Tôi nghĩ là câu chuyện tôi vừa kể sẽ truyền cảm hứng cho rất là nhiều người. Tôi nghĩ vậy.